Bắt đầu từ tuần qua, nhân viên Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải đã tích cực chuẩn bị cho công tác đón tiếp khách du lịch từ trong và ngoài nước. Ngoài việc tiến hành vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, Ban Quản lý lên kế hoạch huy động nhân lực, vật lực nhằm đáp ứng nhu cầu của khách tham quan. Đến dịp lễ 30 tháng 4 thì đó là một cái tuần lễ mà có thể nói rằng là cái việc phục vụ khách là lên đến cao điểm, rất là cao điểm. Cho nên là chúng tôi cũng đã tiên lượng được cái việc đó, nên là đã huy động bắt đầu từ ngày 25 cho đến ngày mùng 5 tháng 5, có nghĩa là trong 10 ngày đấy, không có ai được nghỉ, có nghĩa là trực cắm trại trên 100% ở đây, kể cả trực ban đêm. Thì đó là một cái việc mà từ chỉ đạo của cấp trên, rồi từ cái ý thức của các thành viên ở trong ban thì cũng đã sẵn sàng để mà phục vụ cho khách. Nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải, Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và rất nhiều di tích lịch sử khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực trong công tác chuẩn bị như trang trí cờ Tổ quốc tại các khu di tích, bố trí cán bộ đón tiếp, phục vụ đại biểu và khách du lịch tham quan lễ viếng và dâng hương phối hợp với các đơn vị, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự nhằm đem đến cho du khách trong nước và quốc tế những trải nghiệm giá trị nhất. Chúng tôi bước chân vào thì được các nhân viên phục vụ đón tiếp rất là niềm nở và hướng dẫn cho chúng tôi đi tham quan những cái di tích mà đặc biệt quan trọng của trong cái quảng trường của Thành Cổ Quảng Trị, là từng các cái hình ảnh, các cái dữ liệu mà đã ghi dấu ấn của chúng tôi những năm tháng 51 năm qua là chúng tôi đã từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu nơi Thành Cổ Quảng Trị. Với hơn 500 điểm di tích lịch sử cả cấp, Quảng Trị luôn được xem là bảo tàng chiến tranh của Việt Nam. Chính vì vậy, mảnh đất này được xem là mảnh đất tâm linh, gợi nhớ nhiều ký ức sống động về chiến tranh. Không những thế, đây được xem là địa chỉ đỏ để nhân dân cả nước có thể hướng về nhằm tri ân, thấu hiểu hơn những công lao to lớn của thế hệ cha ông. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo tại các điểm di tích sẽ tạo cho du khách những ấn tượng tốt đẹp trong dịp lễ năm nay.